Xin chào toàn thể các bác anh, các quý hàng đang xem video. Tiếp tục với chương trình bán giao xe lăng, thì hôm nay em có bán giao một chiếc Komatsu FD25-7. Chiếc này thì là có gật gù, thắt lưng 4m, lốp kép hơi, hai lốp 6 lốp đặc, sơn xi nguyên zin. Chiếc này thì em bán giao về bên Tiên Du Bắc Linh. Bác đi qua xem xe trực tiếp và chốt xe qua quá trình tự tải và vận hành máy rất là ngon luôn. Nhập nhật nguyên zin vừa về bên em một loạt là sẽ có khách qua hẹn rất là nhiều luôn, bắt đầu chậm chân là mất luôn. Lốp thì là lốp kép hơi, bảo dưỡng ngon lành, sơn xi nguyên bản, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ nhá. Chiếc này thì vừa về bên em thôi, rất đẹp và rẻ, hơn 100 triệu thôi các bác có ngay em này rồi. Xe rất đẹp luôn, ngày đẹp giờ đẹp là lên đường. Đấy, ngoài trên ra thì em còn sẵn rất nhiều xe luôn, còn tầm tiền hơn 100 triệu là còn rất nhiều. Các bác làm vật liệu dựng một cầm dòng này thì cực kỳ khỏe luôn, mà bền, siêu bền luôn ạ. Máy gặt và sơn lên lên đây bên em còn rất là nhiều. Giờ tháng mới rồi, các bác có thể qua xem và lựa chọn thoải mái, sẵn rất nhiều luôn. Máy gạt thì sẵn vài con và xe lăng thì sẵn 100 đầu xe. Chiếc 7 thì có đặc trưng là tháp ở giữa kìa. Tiếp tục là em bán giao một chiếc Kubota DC70. Chiếc này thì em bán giao với Yên Bái cho một bác khách qua xem xe hoặc là qua xem máy gặt, không cần bảo dưỡng luôn, là bác tự bảo dưỡng, là em sẽ để cho bác cái giá tợ nó sẽ mềm hơn rồi giá mà em sẽ bảo hành cho các bác. Các bác nào mà có hiểu biết về máy hoặc là biết về kỹ thuật ấy, thì có thể tự mang xe về bảo dưỡng. Đỡ phải thông qua bên em bảo dưỡng, nó sẽ giảm được một phần chi phí. Bên em chỉ lấy công bảo dưỡng và bảo hành cho bác. Còn máy gắt đây thì bác tự bảo dưỡng con này luôn. Chiếc này em bán thì loanh quanh khoảng 300 triệu cho một chiếc máy gặt DC70 rất đẹp luôn, zin 3 cục. Máy cực đẹp luôn. Xem xe và chốt luôn trong ngày, lấy luôn. Đấy, rất là máu, cũng gần đến vụ gặt rồi. Các bác có thể qua tham khảo xem và chốt máy. Hàng đẹp, khỏe, rẻ. Bãi em thì làm trên mặt đường quốc lộ 17 các bác nhé. Rất nhiều xe qua lại luôn, thì các bác nào mà có tiện chuyến đi qua thì em mời các bác vào trong nhà uống nước. Đấy. Làm cốc nước chè và xem máy thoải mái luôn, xem tay ga xem thoải mái, tự tải các thứ. Xin chào toàn thể các bác anh, các quý hàng đang xem video. Tiếp tục với chương trình bán giao xe lăng, em có bán giao một chiếc Komatsu FD25-7, số sàn gật gù lốp kép. Tháp lưng của xe hiện tại là 3m này, sơn xi bảo dưỡng đã làm ngon lành này, lốp lắp này, hai lốp sau lắp đặc này, bốn lốp trước lốp hơi này, càng dài 1m2 nguyên bản. Xe rất đẹp luôn, giá thì hơn 100 triệu một tí thôi. Đợt này thì xe đang rất là rẻ và các bác đổ xô đi mua xe rất là nhiều. Tầm giờ vào đợt cuối năm. Xe thì em cam kết là nhận nhật nguyên chiếc, xe tao đăng kiểm đầy đủ nhá. Các bác nào mà cần đến xe lăng thì cứ alo cho em, số điện thoại 037 987 1765. Em để mương dưới ngôi đình ạ. Địa chỉ kho bãi bên em ở Phú Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi đang sẵn 100 xe bãi bên em ngay bắt đường quốc lộ 17 luôn. Rất là dễ tìm kiếm, các bác nào mà quan tâm đến xe lăng thì có thể nhắn em qua Zalo hotline 037 987 1765 để em gửi vị trí để các bác qua xem tham khảo hoặc là gửi video thư giải. Bảo dưỡng ngon lành là em chở tận nơi khách hàng, ở ngay đây thôi. Đấy, gọi phò kéo cho an toàn. Trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh của em trong suốt tháng qua. Trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều.